đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng tướng Nguyễn Chí Vịnh không dám nhắc tới bãi tư chính tính đến từ Việt Nam. Báo Việt Nam Net ngày 17 tháng 7 năm 2019 loan tin tại hội nghị thực hiện đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng quân sự ASEAN năm 2020 tại Hà Nội vào sáng ngày 17 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã trả lời báo chí về vấn đề Biển Đông. Ông Vịnh cho rằng Bộ Quốc phòng một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác là đấu tranh bảo vệ môi trường hòa bình lợi ích chung của biển đông với cộng đồng quốc tế vấn đề này cũng chính là chủ trương tại các hội nghị quân sự quốc phòng trong thời gian tới ông vịnh nói rằng bộ quốc phòng không muốn và không để các mâu thuẫn xung đột từ bên ngoài đem vào giải quyết và bộ quốc phòng mong muốn hòa bình không muốn quân sự hóa cạnh tranh chiến lược tạo ra xung đột Ông Vịnh còn nhắc tới một loạt các sự kiện như Việt Nam sẽ tổ chức lễ diễn binh tàu hải quân nhân dịp 65 năm thành lập Hải quân Cộng sản Việt Nam và hàng loạt các sự kiện khác. Tuy nhiên, sự kiện quan trọng đe dọa chủ quyền quốc gia là việc Trung Cộng mang tàu hải giám đến gần khu vực Bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và hành động bắn xấu hỏa tiễn vào Biển Đông của bạn vàng bạn tốt, không hề được Thứ trưởng của Quốc phòng Cộng sản Việt Nam nhắc đến.